vào thái giám. Tôi đã chờ ngài từ khi dần trăng non mới mọc, mà giờ đây trăng tà đã gác mái lầu tây. Nàng chờ ta? Đúng ra là một người khác mong chờ và bảo tôi đó ngài, bảo rằng người rất mong gặp gỡ. Nhưng người muốn gặp ta là ai? Cung nữ Phù Dung. Phù Dung? Phải chi ta được nghe những lời này ở quê hương 8 năm về trước? Kìa, ngài vừa nói gì? Ta mơ về 8 năm qua, khi là trai nghèo hèo, sống lây lất thôn hiền qua tuổi xuân mơ nhiều. Ta yêu cô gái mang tên là tên một đòi hoa trắng, dung nhan người sao tuyệt vời. Chớ thương nhớ bao ngày nào đã trôi qua rồi, cũng như nay bóng trăng soi ngàn hoa rơi. Ôi đôi tai ngà thoăn thoắt, ôi mái tóc tuyệt vời ôm ấp bờ vai, mây xa lờ lững đáy sông dài, tai ngọc khuấy vàng tan trên sông nước. Ta đã đắp xây một giấc mộng tuyệt vời, một tình yêu tuyệt mỹ. Nhưng đầu thu năm đó, khi những chiếc lá vàng khô bay bay trong gió, nàng đã lên kiệu qua về vì gấm qua nhung lụa, còn lại mình ta với giấc mộng không tròn. Hoàng hoa thôn cùng lặng lẽ u sẽ giặt lúa bên bờ suối mộng, đôi tay nào sẽ khuấy đồng ánh trăng tan. Ta nghe như một mảnh hồn đã mất, nghe như lòng đã tắt hẳn niềm vui. Nụ cười nào đã xa vắng trên môi, ta sẽ suốt đời thầm yêu trộm nhớ. Thì ra thái giám cũng đã yêu, và tình ngài cũng thiết tha vừa ấy. Có một loài sơn mai chỉ trổ qua khi nghe tiếng hót của loài chim thúy vũ, thì tâm hồn mẹ ta cũng chỉ gói trọn cho nàng. Sông, dù cho chia biệt đôi đàn, ta đã xa lìa quê hương yêu dấu, lủi thủi một mình trên muôn dặm đường xa. Ta đã hy sinh cả cuộc đời ta, chôn cuộc sống giữa dòng thành u tối. Chỉ mong nhìn tàn mặt người năm cùng cho thỏa lòng mẹ thương nhớ xót xa. À, mãi nhắc chuyện ngày qua quên chuyện bây giờ. Nàng hãy tâu lòng, ta sẽ đến để nghe lĩnh bà truyền dạy. Rung rét môi rung tầng
Vừa đêm một ngày mới sắp bắt đầu, anh hồng đã sáng chút trời xanh. Một đêm lạnh đã qua, một ngày vui sẽ tối. Ánh sáng dần dương sẽ xua đi bóng tối, còn lòng ta u tối đến kẻ tử xuân thời đã ngưỡng mộ đấng quân vương, được tuyển vào cung đã 8 năm rồi mà chưa thấy được long nhan, chỉ chờ dòng nước thời gian vùi dập kiếp xuân tàn. Tâu lệnh bà cứ mỗi đêm khi dần dương vừa tắt, 3.000 cung nữ ngóng xe vua. Một lần đón tiếp thánh quân, tấm thân này chưa một lần được vuốt ve triều mệnh. Ta sẵn sàng đổi lấy vàng son nhung gấm để được một lần nghe những câu nói ân tình. Ta sẵn sàng sống kiếp thứ dân để được sống giữa tình yêu tuyệt mỹ. Ta sẵn sàng đánh đổi những gì ta quý nhất để được một lần gần gũi thánh quân. Tâu lệnh bà, có thái giám Vũ Lan đứng ngoài chờ lệnh, cho mời người vào. Thưa lệnh bà, lệnh bà cho đoài tôi đến đây có điều chi phán dạy? Thái giám, ta chỉ muốn nhờ ngài làm thế nào để thánh quân ngự đến nơi này dù chỉ một đêm thôi. Thái giám, tại sao? Xin lệnh bà tha cho tội vô lễ. Vì tôi vừa chợt nhớ đến một câu chuyện đời xưa. Nơi quê hương tôi Hoàng Qua thôn của gió rét mây mù, có một người con gái cũng ước mơ đời cung nữ. Thái giám, quê của ngài cũng ở Hoàng Qua thôn mà. Vô phước cho tôi là tôi lại yêu người con gái đó. Để một chiều thu nhìn nàng bước trên nhung lụa, mang theo mảnh hồn tôi xuôi néo kinh kỳ. Giờ đây giữa lầu son gác phượng cung vàng, biết nàng có được thánh quân đoái tường hay lạnh lùng trong số kiếp cung nhân. Người là ai mà giọng nói xa xăm, mà lời lẽ như mang nhiều đau xót? Tôi là kẻ 8 năm về trước tại Hoàng Qua thôn đã ôm mối tuyệt tình. Vũ Lan, có phải chăng người
là Vũ Lan của Hoàng Hoa Thôn vào 8 năm về trước. Dân chính tôi là Vũ Lan đây, kẻ ngày xưa đã bị nàng khinh rẻ, chàng đạp lên tâm tình để mơ ước cao sang. Giờ cô đơn giữa điện ngọc cung vàng, nàng mới thấy tình yêu là đáng quý. Vũ Lan, giờ đây ta chặt người đáng khinh bỉ, kẻ làm cho người đau khổ ngày xưa. Tình ta yêu nàng là tình đẹp trong mơ, không oán hận, không thù hằn ai cả. Ta hứa với nàng là ta sẽ đưa thanh quân đến ngự cung này. Ta sẽ viết tên nàng trên 3000 thẻ bạc, để thanh quân sẽ đến nơi đây, để nàng mua một đêm vui, để ta trọn kiếp nằm ngồi xót xa. Xin cáo biệt nàng Vũ Lan. Phù Dung, Phù Dung, đã 3 đêm rồi ta chọn nhầm thẻ bạc mang 2 chữ Phù Dung. Cũng 3 đêm rồi ta phải đi trên lối mòn quen thuộc, làm bị vua với quý quyền tột bực. Tại sao phải chịu thua một sự mai rủi tầm thường? Dân cho ta thẻ khác. Phù Dung lại Phù Dung, hãy cho thái giám Vũ Lan giám phạm thượng khi quân biết tên Phù Dung đến 3000 thẻ bạc. Võ đâu? Đem Vũ Lan ra pháp trường hạnh quyết. Vũ Lan, trời ơi, chính ta đã giết người suốt đời yêu ta tha thiết. Vũ Lan ơi, kể từ đây thiên thu vĩnh biệt, gặp nhau chẳng là trong giấc mộng đêm dài. Chừng biết yêu ai thì đã không, không phải nàng giết ta, cũng không phải ta chết vì mối tình vô vọng, mà chính thứ quyền uy tối thượng đã giết chết cả hai ta. Trong đời nàng trong cung cấm giam, một đời xuân sầu không được sông chẳng quyền. Vũ Lan đã cho em quá nhiều, chẳng có được gì đâu. Khi đã yêu ta xin tặng ta cuộc đời, hãy chờ nhau kiếp khác, mộng đã chẳng còn xin phủ lòng nhân. Đã đến giờ hành quyết Vũ Lan. Vũ Lan, Vũ Lan, Vũ Lan, Vũ Lan, Vũ Lan.